Thưa bác sĩ Mai Trần, xin trở lại quý vị với chương trình Y khoa và đời sống. Hôm nay chúng tôi có sự trở lại của bác sĩ Đan Lê, là bác sĩ chuyên khoa về tim. Bác sĩ đã đến với chương trình chúng ta lần trước và được sự hưởng ứng của quý vị. Hôm nay chúng có một vài câu hỏi mà bệnh nhân có thể gửi đến nhờ bác sĩ trả lời dùm. Thì thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình chúng tôi và đã dành thời gian đến đây và giải thích rất rõ những căn bệnh về tim. Bác sĩ có thể trả lời giới thiệu của bác sĩ đến quý vị được không? Dạ. Xin kính chào quý vị. Tôi là bác sĩ Đan Lê, chuyên khoa về tim mạch và tim mạch can thiệp. Dạ. Thưa quý vị, như bác sĩ cũng biết là cái bệnh tim, cái tim chúng ta là một cái bộ phận rất là cần thiết trong cơ thể chúng ta, không thể nào thiếu được. Thông thường thì cái nhịp đập của tim nó đều đặn và được điều khiển bởi cái sinh học trong cái cơ thể chúng ta. Nếu mà cái nhịp tim lúc nghỉ ngơi á, thì nó khoảng chừng từ 60 đến 100 nhịp một phút. Nhưng mà nó sẽ tăng theo khi chúng ta tập thể dục hay chúng ta căng thẳng. Điều này là bình thường hết. Nhưng mà nếu chúng ta bị rối loạn nhịp xảy ra khi mà có những sự thay đổi trong cái nhịp đập này, khi chúng ta đập quá nhanh hay là chúng ta đập quá chậm hoặc là không đều, thì nó gây ra cái chứng rối loạn nhịp tim. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái chứng rối loạn tim mạch ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào, cách trị liệu và phòng ngừa như thế nào. Hôm nay chúng tôi có bác sĩ Đàm Lê là chuyên khoa về tim mạch. Thì quý vị biết là cái chứng rối loạn nhịp tim có thể là dấu hiệu của một cái bệnh lý nguy hiểm nào, dù chúng ta có một cái trái tim rất là khỏe mạnh. Chứng rối loạn này có thể nguy hiểm đến cái cơ thể chúng ta. Điều quan trọng chúng ta phải hiểu rõ cái những cái ý nghĩa của nó. Thì thưa bác sĩ, khi chúng ta nói rối loạn nhịp tim thì có bao nhiêu loại rối loạn tim và cái loại nào chúng ta thường gặp nhất bác sĩ? Xin kính thưa quý vị, giống như bác sĩ Mary Trần vừa trình bày quý vị, nhịp tim của chúng ta thường á, nhịp bình thường từ 60 đến 100 đồng một phút. Rối loạn nhịp tim á, thưa quý vị, là khi nhịp tim của chúng ta đập nhanh hoặc là đập chậm hoặc là đập không đều, đó gọi là rối loạn nhịp tim thưa quý vị. Thì kính thưa quý vị, rối loạn nhịp tim thường chia là trong cái tim của chúng ta thưa quý vị có hai tầng, tầng trên thưa quý vị là gọi là tâm nhĩ, tầng dưới thưa quý vị gọi là tâm thức. Bởi vậy cái rối loạn nhịp tim thưa quý vị, người ta chia làm rối loạn nhịp tim trên thức là trên tầng của tâm thức thưa quý vị, hoặc rối loạn nhịp tim ở trong tầng thức. Trước tiên thưa quý vị, rối loạn nhịp tim là rối loạn nhịp tim nhanh hoặc rối loạn nhịp tim chậm thưa quý vị. Rối loạn nhịp tim nhanh á thì chia ra làm rối loạn nhịp tim nhanh trên thức hoặc rối loạn nhịp tim nhanh ở trong tâm thức, và rối loạn thứ ba thưa quý vị là rối loạn nhịp tim chậm. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã giải thích rất rõ ràng. Thì quý vị biết là rối nhịp tim không có phân biệt với tuổi tác chúng ta, nhưng mà một cái chứng nguy hiểm đến sức khỏe chúng ta, có thể tử vong nếu mà chúng ta không được điều trị kịp thời. Thì như bác sĩ được biết, để mình ngăn ngừa bằng cách là chúng ta phải biết những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng của nó để mà chúng ta tránh phải, thì bác sĩ có thể giải thích cho bệnh nhân những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng nào mà chúng ta thường gặp khi chúng ta bị rối loạn nhịp tim không bác sĩ? Kính thưa quý vị, những triệu chứng thường gặp của rối loạn nhịp tim là chúng ta cảm giác nhịp tim mình hồi hộp, cảm giác đánh trúng ngực, nhịp tim ta đập nhanh, hồi hộp, đánh trúng ngực, và đôi khi chúng ta cảm giác say sẩm mặt mày, choáng váng, và nếu mà chúng ta bị nặng hơn là chúng ta có thể là ngất xỉu thưa quý vị. Tại vì khi mà chúng ta bị rối loạn nhịp tim thưa quý vị, mặc dù điểm nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm, thì lúc đó nó không đủ máu tưới cho não chúng ta thoáng qua, thì dẫn đến chúng ta ngất xỉu thưa quý vị. Và những triệu chứng thường gặp của rối nhịp tim thưa quý vị là chúng ta bị khó thở hoặc là bị đau ngực. Đó là những triệu chứng thường gặp của bị arrhythmia. Dạ, các bác sĩ rất nhiều. Quý vị biết là khi mà chúng ta bị căng thẳng hay chúng ta bị những nhiễm trùng hoặc là sốt, nhiều khi bị cảm, hay là chúng ta dùng những thuốc mà như là rượu hoặc là những kích thích đó, thì chúng ta có thể tim chúng ta có thể đập loạn nhịp hoặc là đập như là luân hồi. Thì ngoài cái gì đó ra, có nguyên nhân nào mà gây ra rối loạn nhịp tim mà gồm những gì bác sĩ ha? Thì thưa quý vị, rối loạn nhịp tim giống như bác sĩ Mary Trần vừa trình bày thưa quý vị, nó có rất là nhiều nguyên nhân thưa quý vị. Trước tiên là những nguyên nhân không phải về tim trước đây quý vị, những nguyên nhân không phải về tim trước, giống như là mình bị dehydration, fever, nhiễm trùng, hoặc khi mình đau đớn trong cơ thể của mình cũng làm nhịp tim mình bất thường. Và khi mình bị bệnh tuyến giáp thưa quý vị, mình bị cường giáp hoặc nhược giáp cũng gây ra rối loạn nhịp tim,
hoặc đôi khi thưa quý vị mình bị rối loạn giấc ngủ, người ta gọi là obstructive sleep apnea thưa quý vị, cũng gây ra rối loạn nhịp tim, đặc biệt là rối loạn nhịp tim chậm. Và một trong những nguyên nhân thường gặp của rối loạn nhịp tim mà nguyên nhân do tim thưa quý vị là chúng ta bị bệnh động mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim. Và nguyên nhân tiếp theo thường gặp nữa là chúng ta bị suy tim và những bị bệnh van tim. Đó là những nguyên nhân thường gặp của bệnh rối loạn nhịp tim. Bác sĩ cảm ơn rất nhiều. Bác sĩ cũng biết là chúng ta trong đây, mỗi chúng ta ai cũng có thể bị rối loạn nhịp tim trong đời chúng ta. Những khi cái ngẫu nhiên như mình lo lắng, mình khó chịu hay mình sốt được bị như vậy thì nó không phải là nguyên nhân sức khỏe nào gì cả. Nhưng mà có thể là một cái bệnh lý nào tiềm ẩn làm nếu mà triệu chứng xảy ra thường xuyên hoặc kèm theo những triệu chứng như bác sĩ nói đó là tim đập mạnh hay là thình thịch hay đau ngực hay là cái thở gấp hay ngất xỉu thì cái tốt nhất là chúng ta nên gặp bác sĩ để mà tìm hiểu lý do tại sao chúng ta bị rối loạn nhịp tim. Thì thưa bác sĩ, trường hợp nào bác sĩ khuyên bệnh nhân nên đi gặp bác sĩ để mà tìm hiểu coi cái rối loạn nhịp tim của mình có ảnh hưởng qua tim mạch không? Những cái test nào bác sĩ từng dùng để mà mình tìm tòi thưa bác sĩ? Kính thưa quý vị, khi mà quý vị có những triệu chứng trên lâm sàng là quý vị cảm giác cái tim mình đập nhanh, rất là khó chịu trong lồng ngực của mình, và đôi khi nó đập nhanh quá mình say sẩm mặt mày, choáng váng, ngất xỉu và khó thở, đau ngực. Và đặc biệt thưa quý vị bị những cái có những yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch giống như là cao máu, cao mỡ, tiểu đường, hút thuốc thưa quý vị, thì quý vị nên đi gặp bác sĩ của quý vị, bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ tim mạch. Và khi mà quý vị đến gặp bác sĩ thì bác sĩ trước tiên bác sĩ sẽ làm cho quý vị cái gọi là EKG hoặc điện tâm đồ thưa quý vị, để đo cái điện dòng điện sinh lý qua cơ tim của quý vị để xem nhịp tim của quý vị có bất thường hay không, và có thể xem là cái có bị thiếu máu cơ tim của quý vị hay không. Và tiếp theo là bác sĩ sẽ làm cho quý vị làm cái siêu âm tim để xem chức năng tim của quý vị có bị suy yếu hay không, và xem tất cả những van tim của quý vị có bị hẹp van tim hay hở van tim gì không. Và tiếp theo quý vị, bác sĩ có đưa cho quý vị gọi là Holter monitor or event monitor, là để theo dõi nhịp tim của quý vị liên tục trong vòng vài ngày, và đôi khi có thể theo dõi nhịp tim của quý vị liên tục trong vòng một tháng nữa thưa quý vị. Và thưa bác sĩ Mary Trừng và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị đeo cái máy theo dõi nhịp tim của quý vị đó liên tục mà vẫn không tìm được nguyên nhân, mà bác sĩ tim mạch của quý vị vẫn nghĩ là quý vị có khả năng bị rối loạn nhịp tim rất là cao, thì thưa quý vị, ngày nay có những thiết bị rất là hiện đại thưa quý vị, nó gọi là loop recorder thưa quý vị, nó nhỏ bằng nhỏ bằng giống như cái viết đầu viết của chúng ta thôi thưa quý vị, thì chúng ta ghép ở dưới da thưa quý vị, thủ thuật đã làm rất là đơn giản, họ chỉ làm 5 phút là xong thôi quý vị, ghép ở dưới da quý vị để theo dõi cái nhịp tim quý vị liên tục trong vòng suốt 3 năm trời luôn, thì liên tục 24/7 quý vị. Bởi vậy khi mà quý vị bị bất kỳ rối loạn nhịp tim nào thì đều biểu hiện trên cái loop recorder đó cả. Đó là những xét nghiệm thường làm ở phòng bác sĩ tim mạch thưa quý vị. Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì quý vị cũng biết là cái rối loạn nhịp tim chúng ta có thể xảy ra không phải lý do về tim mạch, có thể xảy ra những cái mình lo lắng hay cái những cái nhưng mà như bác sĩ nói là nếu mà xảy ra do cái bị tim mạch của mình thì có sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe chúng ta. Có thể bệnh nhân có thể bị tử vong nếu mà chúng ta không có điều trị kịp thời. Thì thưa bác sĩ, những cái biến chứng mà thường gặp của rối loạn nhịp tim mà chúng ta không chữa trị là những gì bác sĩ ha? Thưa bác sĩ Mary Trừng và kính thưa quý vị, cái biến chứng thường gặp của rối loạn nhịp tim mà nếu chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thưa quý vị, thì dẫn đến lâu ngày đó, dẫn đến suy tim thưa quý vị, là dẫn đến cho chúng ta trái tim ta bóp càng ngày càng yếu và suy tim. Đó là rất là nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Cho nên tốt nhất chúng ta nên biết để mà tìm hiểu, nhất là chúng ta nghi ngờ chúng ta có những cái căn bệnh mà rối loạn nhịp tim hay là nó không được bất thường, thì chúng ta nên tìm hiểu bác sĩ của mình để mà đi gặp bác sĩ về tim mạch để họ tìm hiểu rõ hơn phòng bác sĩ. Rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ của phần 1 của chương trình. Quý vị sẽ chờ hai quý vị phần 2 của chương trình. Xin chào quý vị. Thưa bác sĩ Mai Trần, xin trở lại quý vị với phần 2 của chương trình.
bác sĩ Đàn Lê đã nói rất rõ về cái chứng bệnh rối loạn nhịp tim, cách chẩn đoán như thế nào, những triệu chứng như thế nào và những cái yếu tố nguy cơ, thì chúng tôi sẽ muốn đề cập đến cái phần 2. Thưa quý vị, một trong những cách mà phòng ngừa rối loạn nhịp tim là thay đổi các yếu tố nguy cơ rối loạn nhịp tim, thì những cái lối sống chúng ta chọn lựa cũng ảnh hưởng đến cái chứng bệnh mà rối loạn nhịp tim. Thì thưa quý vị, những cái yếu tố mà chúng thường thường khi mà chúng ta nói đến cái sự phòng ngừa bệnh hơn là chữa bệnh, thì chúng ta cũng nên tìm coi là có nguy cơ như thế nào, cái yếu tố như thế nào để mà chúng ta có thể thay đổi. Thì bác sĩ có thể giải thích những cái yếu tố, những nguy cơ nào mà liên quan cái đến với đời sống chúng ta mà nó làm cho chúng ta bị rối loạn nhịp tim không bác sĩ? Dạ, kính thưa quý vị, trước tiên thưa quý vị là khi cơ thể chúng ta béo phì thưa quý vị, thì làm tăng nguy cơ cao về trước tiên là về bệnh tim mạch, và đặc biệt thưa quý vị, khi chúng ta bị béo phì đó làm tăng nguy cơ cao về cái bệnh gọi là obstructive sleep apnea thưa quý vị. Cái sleep apnea thưa quý vị là khi chúng ta ngủ, chúng ta bệnh nhân ngáy, họ ngáy rất là nhiều, mặc dù họ cảm giác họ ngủ 12 tiếng đi, mà buổi sáng họ tỉnh dậy đó họ cảm giác rất là mệt mỏi và họ cảm giác là họ không đủ đủ ngủ ngon giấc cả. Đó là bị rối loạn giấc ngủ, là sleep apnea thưa quý vị. Tại vì khi mình bị obstructive sleep apnea thưa quý vị lâu ngày đó, nó sẽ ảnh hưởng tới tim của chúng ta, đặc biệt là ảnh hưởng tới rối loạn nhịp tim thưa quý vị, và làm chậm nhịp tim chúng ta. Và ngoài ra những nguyên nhân thường gặp của và yếu tố nguy cơ của bệnh rối loạn nhịp tim và bệnh tim mạch thưa quý vị là chúng ta hút thuốc lá, hoặc là chúng ta có bệnh những bệnh nền giống như là cao máu, cao mỡ, tiểu đường, và cái chế độ của chúng ta không có tập thể dục thường xuyên, chúng ta ít hoạt động, đó là những yếu tố nguy cơ cao về bệnh tim mạch và đặc biệt bệnh rối loạn nhịp tim. Và kính thưa quý vị, khi mà và cái nguyên nhân thường gặp của bệnh rối loạn nhịp tim là bệnh động mạch vành thưa quý vị. Cái động mạch vành là những cái động mạch mà nuôi cơ tim của chúng ta, khi bị tắc nghẽn đó, những điểm thiếu máu nuôi cơ tim chúng ta bị động mạch vành. Đó là những yếu tố nguy cơ và những nguyên nhân thường xảy ra cho bệnh nhân bị bệnh rối loạn nhịp tim. Và khi chúng ta bị thưa quý vị, khi chúng ta bị suy tim, đó là một trong những nguyên nhân cũng thường gặp nhất dẫn đến rối loạn nhịp tim. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Như bác sĩ đề cập đến là những cách mà chúng ta ăn uống, những cách mà chúng ta sống và cách chọn đồ ăn, hoặc là bác sĩ nói là về cái mà chúng ta bị béo phì, obesity, hoặc là những cái bệnh mà gọi là làm cho chúng ta bị nghẹt thở khi mà chúng ta ngủ, hay là những cái bệnh mạch vành, thì mấy cái đó chúng ta có thể ngừa được nếu chúng ta biết cái yếu tố nguy cơ của nó. Bằng cách là nếu quý vị đang bị béo phì, chúng ta nên làm cách nào để giảm cân. Nếu quý vị bị những bệnh tiểu đường, bị cao máu, cao mỡ, có thể dẫn đến những bệnh mà về mạch mành, thì chúng ta nên cố gắng để cho giữ cho cái áp huyết chúng ta thật tốt, giữ cho đường chúng ta thật tốt, để mà chúng ta không bị cái nguy cơ bị tim mạch, và đồng thời chúng ta sẽ không bị rối loạn nhịp tim. Cái điều mà chúng tôi thấy là như bác sĩ cũng đề cập đến là cái lối sống lành mạnh để mà giảm cái nguy cơ mắc bệnh tim, thì những nghiên cứu cho thấy là chế độ ăn uống rất là quan trọng, đóng một vai trò cho cái cơ thể chúng ta, về sức khỏe chúng ta. Thì nhiều người bệnh nhân thường hỏi bác sĩ ơi, khi mà đến cách ăn uống như thế nào, tôi thấy người ta đề cập cách ăn uống rất là quan trọng, thì bác sĩ có thể cho những đề tài trước mình cũng nói về cách ăn uống, thì bác sĩ có thể cho biết cách ăn uống nào, cái chế độ ăn uống quan trọng với người bị rối loạn nhịp tim như thế nào, và khi người mà đang bị cái bệnh này nên ăn gì, tránh ăn gì, và nên tìm những cái gì mà có thể mình ăn để mình ngừa cái bệnh này nhé bác sĩ. Thường thưa quý vị, những bệnh nhân mà bị rối loạn nhịp tim á, thì tùy theo cơ địa thưa quý vị, có những người đó người ta uống vài ly cà phê hoặc vài ly trà họ chẳng cảm giác gì cả, nhưng mà có những người rất là nhạy cảm, thưa quý vị, họ chỉ cần uống một chút xíu cà phê thôi hoặc một chút xíu trà thôi là trái tim họ đập thình thịch thưa quý vị. Bởi vậy thưa quý vị, khi mình uống cà phê hoặc uống trà, mình cũng hạn chế lại thưa quý vị. Ví dụ một ngày chúng ta uống khoảng một ly cà phê thôi, hoặc là một ly trà thôi quý vị, đừng uống nhiều hơn. Và khi mình hạn chế uống rượu thưa quý vị, cái rượu và những chất kích thích đó thưa quý vị có thể làm cho nhịp tim ta đập nhanh và dẫn đến rối loạn nhịp tim của chúng ta. Và đặc biệt thưa quý vị, chế độ ăn chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta ăn thức ăn là nhiều rau quả vào và nhiều hạt quý vị, và hạn chế ăn mỡ, ăn dầu mỡ. Nếu mà quý vị ăn bằng dầu đó quý vị, thì nên nấu bằng dầu ô liu thì là sẽ tốt nhất thưa quý vị.
và chúng ta hạn chế ăn ăn những red meat như là thịt bò, thịt heo, thịt gà. Thịt gà quý vị ăn cũng tốt quý vị, nhưng mà đừng ăn da, và chúng ta ăn nhiều cá vào và hạn chế ăn cơm lại. Đó là những cái thức ăn quan trọng cho cơ thể chúng ta. Và đặc biệt lúc nào chúng ta cũng nên ăn lạc thưa quý vị, đừng ăn mặn. Mặc dù chúng ta không bị cao huyết áp đi nữa, chúng ta cũng ăn chế độ ăn lạc thôi. Tại vì đặc biệt thưa bác sĩ Mê Trường và kính thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta đó ăn cái gì cũng chấm cả, thường là chấm á, thì cái đó nó không tốt cho cơ thể chúng ta đâu. Mặc dù khi mà chúng ta chỉ cần chấm chút xíu thôi thì cái lượng muối trong cơ thể chúng ta cao rồi đó, thì dẫn đến huyết áp chúng ta sẽ càng ngày càng cao hơn đó, nó khó kiểm soát lắm. Yeah. Mặc dù chúng ta không bị cao huyết áp gì cả, nhưng mà lâu ngày từ 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 đó, chúng ta lớn tuổi chúng ta cái nguy cơ cao về cao huyết áp đó. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nhiều bệnh nhân nói là khi nói chuyện bác sĩ xong chẳng muốn ăn gì nữa, cái gì bác cũng kêu là khuyên là không nên ăn. Thì như bác sĩ Đàm Lê cũng nói là thực sự ra những cái đồ ăn mình chọn nó cũng quan trọng rất nhiều. Mặc dù chúng ta chưa bị bệnh tim mạch, nhưng mà chúng ta cũng nên cố gắng phòng ngừa bệnh thì tốt hơn chữa bệnh, phòng bác sĩ. Thì từ lúc nào thì thường khi chúng ta ăn quen rồi nên nó rất là khó thay đổi. Thì bây giờ từ lúc đầu chúng ta nên cố gắng ăn nhạt lại, chọn những món ăn như là cá, thịt trắng, tránh thịt đỏ, rồi tránh đồ ăn mà nó có mỡ màng. Nhưng mà tôi nghĩ mình sống cuộc đời mà mình cố gắng mình tránh nhiều quá không tốt. Cái gì không ăn được hết, nhưng mà cái tốt chúng ta ăn nhiều, cái xấu ăn ít. Thì lâu lâu mình đi đây đi đó mình ăn được, nhưng mà đừng bao giờ mà càng ngày nào mình cũng ra ngoài mình ăn ngoài nấu ăn ở ngoài hay là ăn ngoài tiệm thì nó không được tốt cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà lâu lâu chúng ta có thể chút thịt đỏ, chút thịt bacon, nhưng mà rau cỏ bây giờ nhiều bao nhiêu cũng không sao hết. Nhưng mà mấy cái kia mình ăn bớt lại thôi, không bác sĩ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Còn một cái điều mà chúng tôi cũng thường gặp là tập thể dục, thì bệnh nhân cứ ưa những câu hỏi về tập thể dục. Thì chúng mình cũng biết là cái hoạt động thể chất là như tập thể dục nó sẽ giúp chúng ta tăng cường máu đến tim và cơ quan trong những cái cơ quan trong cơ thể chúng ta. Một cái tập thể dục là một cái môn thể thao rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà khi mà bị rối loạn nhịp tim thì tập thể dục nó có nguy hiểm không bác sĩ? Hay là có những cái lợi ích của tập thể dục đối với người rối loạn nhịp tim như thế nào nếu chúng ta nói là không nguy hiểm? Kính thưa quý vị, thường thưa quý vị, khi mà chúng ta bị rối loạn nhịp tim thưa quý vị, thì những bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim á, họ rất là sợ khi họ tập thể dục. Nhưng thật ra theo những nghiên cứu thưa quý vị, khi chúng ta bị rối loạn nhịp tim đó, chúng ta tập thể dục thì nó sẽ cải thiện được cái rối loạn nhịp tim chúng ta. Đặc biệt cái rối loạn nhịp tim là người ta gọi là atrial fibrillation thưa quý vị, là rung nhĩ đó. Khi mà chúng ta tập thể dục đó thì cải thiện được cái rung nhĩ của chúng ta, hoặc là AFib của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tập một chế độ rất là tương đối thưa quý vị. Thường thưa quý vị, cái mình giữ nhịp tim mình á, tùy theo lứa tuổi mình tập thể dục sao mà tùy theo lứa tuổi thì cái nhịp tim mình rơi vào cái số lượng đó là vừa. Ví dụ là cái maximum heart rate của chúng ta, cái maximum cái nhịp tim tối đa chúng ta cho phép thưa quý vị là chúng ta lấy 220 trừ cho cái lứa tuổi của chúng ta. Ví dụ như là mình được 60 tuổi đi thì mình lấy 220 trừ cho 60 tuổi là mình được 160 thì mình chụp cái chế độ rất là nhẹ nhàng thưa bác sĩ Mary Trừng, là khoảng 60% của 160 thôi, là khoảng mình giữ cho nhịp tim mình khoảng 100 đến 101 là một phút là rất là tốt khi mình lứa tuổi 60 thưa quý vị. Là sao thưa quý vị, thì mình chỉ cần đi bộ thôi thưa quý vị, mình không cần chạy bộ hoặc là làm việc nặng đâu. Mình chỉ cần đi bộ làm cho nhịp tim mình khoảng 100 đến 110, 100 đến 110 thôi quý vị. Thì đó rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Đặc biệt khi mà mình tập cái chế độ như vậy thưa quý vị, cái năng lượng mà burn energy cho cơ thể chúng ta, nó sẽ burn cái mô mỡ của chúng ta trước. Bởi vậy khi đó quý vị cảm giác con người quý vị sẽ gọn hơn, ốm hơn và sẽ tốt cho cơ thể của quý vị hơn. Nhưng mà nếu quý vị đã chụp tập trong gym, đã chạy bộ hoặc là làm những việc rất là nặng thưa quý vị, thì khi đó đó nhịp tim quý vị á nó sẽ rất là cao, và khi đó quý vị tạo cho cái cơ thể quý vị một cái stress cho cơ thể quý vị. Mà khi quý vị tạo cho cơ thể quý vị một cái stress á, khi mà quý vị lập tập thể dục rất là nặng á, thì cái hormone trong cơ thể quý vị nó gọi là cortisol level đó, nó sẽ tăng cao lên khi quý vị bị stress. Thì lúc đó quý vị nó sẽ phóng thích rất là nhiều insulin, và nó burn energy quý vị từ cái glycogen, từ cái đường quý vị, từ trong gan đường quý vị. Thì lúc đó mà quý vị bị cái insulin resistant
Và khi cortisol level quý vị tăng cao đó, những cái nhịp tim của quý vị đó nó cũng tăng cao, nó sẽ không tốt cho cái rối loạn nhịp tim quý vị đâu. Bởi vậy khi mà quý vị bị rối loạn nhịp tim đó, mình sẽ tập thể dục rất là nhẹ nhàng thôi. Ví dụ mình chỉ cần đi bộ thôi quý vị, đi bộ một ngày 30-45 phút là tốt cho quý vị rồi. Yeah. Thưa bác sĩ, như bác sĩ đề cập đến là cái đi bộ là cách hay nhất. Tôi có nhiều bệnh nhân họ nói nhiều khi đi bộ một mình nó cũng buồn, mình có thể mình rủ bạn bè mình đi. Còn cái trường hợp nhiều người tôi thấy là nếu mà như là mình thích dancing, rất nhiều cái dance, thực ra một vài tiếng người ta dance không thấy mệt mỏi hết. Bác sĩ suy nghĩ sao, dancing nó có good cho cơ thể không? Hay yoga, dancing? Câu hỏi cái nó rất là hay cho bác sĩ Mason. Khi mà dancing thưa quý vị, đó là rất tốt cho cơ thể quý vị. Là giống như là mình đi bộ nhanh hoặc đi bộ thôi, thì đó quý vị cảm, khi đó mình dancing mình cảm giác nó không có chán nữa, mình cảm giác rất là thoải mái, tinh thần thoải mái và hăng say để dancing nữa. Lúc đó nhịp tim quý vị đó giống như tôi vừa trình bày đó, cũng là khoảng 100-110 thôi khi mình 60 tuổi thì rất là tốt. Cho nên nhiều khi có nhiều quý vị mà chẳng hạn như là mình thích nhiều khi đi bộ ra ngoài đường, bây giờ nóng rồi, nhiều cái vụ mà Covid tôi cũng sợ nữa. Nên nhiều khi quý vị cũng mở nhiều, tôi thấy nhiều trong YouTube bây giờ có những cái bài dance, quý vị có thể mời bạn bè đến là mình dancing, thì nó cũng giúp đỡ, nó cũng như bác sĩ nói là khi chúng ta bị căng thẳng quá, bị stress quá, cái chất cortisol level chúng ta cũng bị cao. Thì cái dancing nó cũng làm cho chúng ta kiểu mà cái đầu óc không còn bị stress nhiều, nên ta dịu lại, có thể nhịp tim đỡ hơn. Thưa bác sĩ, khi mà chúng ta, bác sĩ nói là tập thể dục mà về mức độ tập thì nó, bác sĩ nói là cái thể thao hay nhất là đi bộ. Còn ngoài ra có thể thao nào nữa không bác sĩ? Dancing, đi bộ có gì nó tốt không bác sĩ? Thường là tùy theo thưa quý vị, tùy theo lứa tuổi thưa quý vị. Nếu mà chúng ta là thuộc là trung niên, là từ 60 tuổi trở lên thưa quý vị, thì đi bộ hoặc đi bộ nhanh thì tốt cho quý vị. Hoặc là giống như bác sĩ Mason vừa trình bày quý vị là mình dance thì rất là tốt. Hoặc là mình bơi lội thưa quý vị, bơi lội cũng rất là tốt. Có một câu hỏi mà một bệnh nhân gửi cho tôi, hỏi là thời trước bác sĩ cũng đề cập đến là tập thể dục, là hút thuốc lá. Thì chúng ta đều biết thuốc lá là một cái căn bệnh, một cái thói quen có thể gây nhiều căn bệnh khác nhau, không nhận là về phổi, về độ hô hấp, thì bác sĩ cũng đề cập là cũng ảnh hưởng tim mạch. Thì một bệnh nhân gọi hỏi tôi là bác sĩ à, bác sĩ hỏi bác sĩ Dan Lê coi là tại sao ảnh hưởng tim mạch, hút thuốc lá có gì đâu, tôi chỉ là nước hô hấp thì tôi tin tưởng, mà tại sao ảnh hưởng tim mạch bác sĩ? Kính thưa quý vị, khi mà quý vị hút thuốc lá đó, trong thuốc lá thưa quý vị, cái chất gọi là nicotine thưa quý vị, cái nicotine đó thưa quý vị thì trước tiên đó, cái chất đó sẽ làm tăng huyết áp của quý vị lên. Và tiếp theo quý vị, cái nicotine đó nó sẽ làm tổn thương cái thành động mạch của quý vị, nó làm cái thành động mạch của quý vị càng ngày càng sơ cứng từ từ. Và cái chất thứ hai trong thuốc lá quý vị nó gọi là CO hoặc là carbon monoxide thưa quý vị, thì cái chất đó nó sẽ làm tăng tích tụ lại những cái plaque, những cái mảng cholesterol trong thành động mạch của quý vị lại. Thì tóm lại đó, nó sẽ làm cái thành động mạch của quý vị càng ngày càng nhiều cholesterol, càng sơ cứng, là tăng huyết áp, và dẫn đến bị cái động mạch của quý vị càng ngày càng hẹp lại. Và đó là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến chúng ta bị động mạch vành, bị heart attack và những bị suy tim sau này thưa quý vị. Hy vọng cái trả lời của bác sĩ có thể giải thích cho người bệnh nhân, và hy vọng là người đó sẽ bị cố gắng bớt. Còn nếu mà ai chưa hút thuốc lá thì không nên hút, mà ai đang hút thì có thể bớt từ từ, tại vì không những mà nó ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng đến cái người xung quanh của mình, tại vì mình không hút cái người xung quanh họ hít vô nó cũng nguy hiểm. Rất tiếc là chúng tôi cũng hết giờ ngày hôm nay, còn một phút bác sĩ có thể tổng quát cái chương trình ngày hôm nay được không bác sĩ? Xin thưa quý vị, bị rối loạn nhịp tim là một trong những cái bệnh có thể rất là nguy hiểm cho chúng ta. Nếu mà chúng ta phát hiện kịp thời và sớm thì chúng ta sẽ chữa khỏi, thì khi đó hy vọng chúng ta sẽ trở lại cuộc sống rất bình thường, không có những biến chứng về sau này của chúng ta. Và thường thưa quý vị, người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, bởi vậy chúng ta nên ăn uống một chế độ ăn rất là hợp lý, tập thể dục thường xuyên. Và nếu quý vị có những bệnh nền giống như là cao máu, cao mỡ, tiểu đường thì nên control rất là tốt. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Một cái lời khuyên rất là hay. Tôi nghĩ là chúng ta thường được nghe như vậy, nhưng mà hy vọng chúng ta nên thực hành được bác sĩ. Rất tiếc chúng tôi đã hết giờ ngày hôm nay. Hy vọng bác sĩ có thể dành thời gian đến kỳ sau và có thể tiếp tục nói về những bệnh tim mạch.
Xin chào quý vị, chào bác sĩ. Dạ, xin kính chào bác sĩ Mary Trường và xin kính chào quý vị.